Con xin kính chào quý cụ, quý bạn, chị em và đặc biệt là quý vị ân nhân. Ngày hôm nay là chúng con nhóm sinh viên công giáo có mặt tại giáo xứ Minh Đức để cùng với lại quý sơ và đoàn sinh viên hải ngoại của cha Thịnh Đoàn để có những cái món quà dành tặng cho các em bệnh nhi ung bướu. Ngày hôm nay các em đã đến đây chơi rất là vui. Mỗi em sẽ được một phần quà, đó là trái cây, đó là bánh kẹo, cũng như là một phần ăn và một cái phong bì để từ bên đoàn từ thiện bên hải ngoại để đến cho các em. Và đây cũng là một cái việc là hết sức là quý báu, thể hiện cái tình yêu thương của quý cụ, quý bạn, chị em dành cho các em thiếu nhi. Mời cộng đoàn chúng ta cùng theo chân chúng con để tham gia cái ngày hôm nay, ngày mà chia sẻ niềm vui với các em.